Chào các bạn thân mến. Hiện mình đang ở tỉnh Vĩnh Long nha. Hôm nay mình cùng với đoàn Phật tử chùa Linh Thú, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp hoan hỷ về tham dự lễ tưởng niệm lần thứ 11 Cố Hòa Thượng Đắc Hạ Pháp 2013-2024 và lễ khởi công trùng tu Thiền viện Sơn Thắng vào lúc 8 giờ ngày 17 tháng 1 năm 2024. Nhằm ngày mùng 7 tháng Chạp năm Quý Mão. Các bạn thân mến, mình xin phép chia sẻ về một số thông tin Thiền viện Sơn Thắng nha. Thì Thiền viện Sơn Thắng tọa lạc tại số 1/1 ấp Thanh Mỹ, xã Thanh Đức, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Sau đây mời các bạn cùng theo dõi lễ tưởng niệm và lễ khởi công Thiền viện Sơn Thắng nhé. Các bạn thân mến, lễ tưởng niệm và lễ khởi công trùng tu Thiền viện Sơn Thắng diễn ra trong 2 ngày là ngày 16 và ngày 17 tháng 1 năm 2024. Nhưng vì đường xá xa xôi nên chúng tôi chỉ tham dự hôm nay là ngày 17 tháng 1 năm 2024 nhằm ngày mùng 7 tháng Chạp năm Quý Mão. Và sau đây tôi xin phép thông qua chương trình. Thì chương trình của ngày hôm nay gồm có những nội dung như sau: 5 giờ dân trà cúng dường, 5 giờ 30 tiểu thực, 6 giờ cung nghinh chư tôn đức, tiếp đón quý khách mời, 7 giờ cung tiến sát linh, 8 giờ chương trình chính thức. Và sau đây tôi xin phép thông qua chương trình chính thức như sau: 1. Cung nghinh chư tôn quang lâm lễ trường. 2. Niệm Phật cầu gia hộ. 3. Tuyên bố lý do. 4. Thông qua chương trình. 5. Giới thiệu thành phần tham dự. 7. Viễn văn lễ tưởng niệm và lễ khởi công trùng tu Thiền viện Sơn Thắng. 7. Phật tử dâng lời phát nguyện hộ trì. 8. Huấn từ của ban quản trị Thiền phái Trúc Lâm. 9. Đạo từ của Hòa Thượng chứng minh. 10. Nghi thức tưởng niệm và khởi công trùng tu. 11. Cảm tạ. 12. Hồi hướng. Và 10 giờ 30 phút trai tăng cúng dường. 12 giờ hoàn mãn. Thì tôi vừa thông qua nội dung chương trình của ngày hôm nay, mùng 7 tháng Chạp năm Quý Mão, nhằm ngày 17 tháng 1 năm 2024. Đây là chai đường. Giờ này rất là đông nha các bạn. Lễ tưởng niệm lần thứ 11 Cố Hòa Thượng Đắc Hạ Pháp 2013-2024, nguyên ủy viên Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, cố vấn ban quản trị Thiền phái Trúc Lâm, hiệu trưởng trường trung cấp Phật học Vĩnh Long, viện chủ Thiền viện Sơn Trắng, Vĩnh Long, ngày 17 tháng 1 năm 2024. Các bạn thân mến, và bây giờ chiếc xe 29 chỗ đã đến nha, và Phật tử đã đến đầy đủ. Hai sư phụ đang chờ Phật tử đến để vào cúng viếng Cố Hòa Thượng Đắc Hạ Pháp.
Thì hôm nay đoàn Phật tử của chúng tôi đi 3 chiếc xe 4 chỗ của Phật tử, rồi một chiếc xe 16 chỗ và một chiếc xe 29 chỗ. Nhưng chiếc xe 29 chỗ thì bây giờ mới đến các bạn. Thì từ nãy giờ thì sư phụ cũng như số Phật tử đang đợi Phật tử tập trung đông đủ để vào cúng viếng Cố Hòa Thượng Đắc Hạ Pháp. Bây giờ mọi thứ đã chuẩn bị xong. Thì với sự hướng dẫn của thầy Minh Chánh, thì các Phật tử xếp hàng ngay ngắn để đi vào theo thành một đoàn như thế các bạn. Và bây giờ vào lễ đường để cúng viếng Cố Hòa Thượng nha. Và bây giờ mọi người đã tập trung vào lễ đường để cúng Cố Hòa Thượng. Thì được biết trước đây quý thầy học ở trường cao đẳng Phật giáo Vĩnh Long, và Cố Hòa Thượng Đắc Hạ Pháp là sư phụ của quý thầy. Hôm nay về dỗ sư phụ, trong lòng quý thầy cũng như quý Phật tử không khỏi bùi ngùi xúc động. Dâng nén hương thành kính dâng lên sư phụ. Và sau khi cúng viếng Cố Hòa Thượng Đắc Hạ Pháp thì quý Phật tử tiến về sân lễ để tham dự chương trình của lễ dỗ cũng như là lễ khởi công xây dựng Thiền viện Xuân Thắng hôm nay. Và quý Phật tử chụp ảnh lưu niệm cùng với quý thầy. Mời các bạn tiếp tục theo dõi buổi lễ ngày hôm nay. Phương trưởng tổ đình Sơn Thắng nói thiền pháp trúc lâm phục thân đời thứ hai. Pháp huy thượng đắc hạ pháp danh giác linh hòa thượng đại tiên chứng minh. Chư tôn đức tăng ni, các chư vị ánh sáng trong đoàn này, đã đến giờ làm lễ, mọi người tập trung vào sân lễ để tham dự chương trình lễ ngày hôm nay.
tinh thần kiên báo ơn đã thấm sâu vào huyết quản của người con Phật, trở thành vẻ đẹp văn hóa là nếp sống đạo của người dân Việt. Trong sự truyền bá Phật pháp, mối quan hệ truyền thừa giữa thầy và trò vô cùng quan trọng và thiêng liêng. Tiếp theo, chị em đến lại Phật Quan Âm và sau đó tham quan thiền viện. Bởi vì có một số chị em lần đầu tiên mới được đến viếng thiền viện Sơn Thắng, nên một hồi thì chị em sẽ đến viếng và cúng Phật ở chánh điện nè, rồi ngôi nhà gỗ của cố hòa thượng, rồi bảo tháp, và được biết tượng Phật Ngọc đã di dời về chùa Phật Ngọc Xá Lợi rồi các bạn. Nên chỉ viếng bảo tháp, chánh điện và tượng sáp của cố hòa thượng Đắc Hạ Pháp tại được trưng bày tại ngôi nhà gỗ mà hòa thượng khi chưa viên tịch đó các bạn. Giờ Phật tử cúng dường. Rồi giờ mọi người vào tham quan. Ở đây trồng cái cầu đẹp quá. Ân sư kỷ niệm đường nha các bạn. Bây giờ chị em vào tham quan. Mô hình của tháp nè, nơi ăn gì của thầy nè, bằng đá trắng rất là đẹp luôn các bạn ơi. Lúc này còn trẻ nè, mình lúc này còn trẻ nè, đẹp dễ sợ luôn. Rồi căn nhà gỗ quá trình đẹp luôn. Nơi trang nghiêm xin giữ yên lặng. Đây những cái dụng cụ thở sinh thời thầy dùng, như ly, tách, muỗng, rồi cơm điện, bình nước, thủy vẫn còn nguyên vẹn nha các bạn. Rồi cái chiếc nón lá mà thầy hay đội hàng ngày cũng vẫn là còn luôn. Một căn nhà gỗ rất là đẹp. Chị em chụp hình tự sướng rất là đẹp luôn. Đây giường của cố hòa thượng. Chị em đến cúng lại thầy. Như ý, lẹ như ý. Chị Kim Quanh lẹ lên nè. Thì đây là cái tượng sáp làm y giống y chang thầy rất là nổi tiếng luôn đó. Thầy đang đám giỗ. Dạ đúng rồi, thầy bữa nay đang đám giỗ đó. Cố hòa thượng thích pháp đắc, đắc pháp. Giống hết sức mà đạt thượng hay quá ha cô ha. Đi ăn thiệt ha. Bởi vì ngày này các bạn, tượng bằng sáp nha các bạn, tượng thầy bằng sáp giống y hệt luôn á. Coi nè cái bàn tay coi kìa, cái bàn tay hồng hào ha, giống thầy y gan luôn á. Móng tay được
mắm tay cũng giống luôn. Ánh sáng giỏi luôn, giống y hệt thầy luôn các bạn ơi. Bảo tháp Chân Nguyên. Rất là đẹp luôn. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Các bạn thân mến, nhân dịp giỗ lần thứ 11 của Hòa Thượng Thích Đắc Pháp, mình xin phép giới thiệu đôi nét về tiểu sử của Hòa Thượng nhé. Thì theo trang Thiền Viện Thường Chiếu cung cấp, tiểu sử Hòa Thượng Thích Đắc Pháp như sau. Trước khi xuất gia, Hòa Thượng Thích Đắc Pháp, thế danh Thái Hồng Điệp, sinh năm 1938 tại xã Tường Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long. Xuất gia năm 1958, Hòa Thượng đến Phật học đường Nam Việt, chùa Ấn Quang, quy y, làm đệ tử cư sĩ với Hòa Thượng Thích Thiện Hòa. Cũng trong năm này, Hòa Thượng được gửi xuống Trà Vinh cho xuất gia làm đệ tử đầu tiên của Hòa Thượng Thích Thanh Từ tại chùa Phước Hòa và học sơ đẳng học tại đây. Năm 1959, Hòa Thượng thọ giới Sa Di tại giới đàn chùa Long Sơn, tỉnh Trà Vinh. Năm 1961 đến năm 1975, Hòa Thượng tham gia phá học và ở nhiều chùa. Sau năm 1975, đất nước thống nhất, Hòa Thượng về Thường Chiếu, tiếp quản chùa Sơn Thắng. Dù khó khăn của những năm sau 1975 đến năm 1977, Hòa Thượng phát triển chùa Sơn Thắng thành Thiền Viện Sơn Thắng đến năm 1981 đó. Và cho đến khi viên tịch vào năm 2013 thì Hòa Thượng giữ nhiều cương vị quan trọng trong giáo hội Phật giáo Vĩnh Long. Thì Thiền Viện Sơn Thắng được hình thành từ những năm 1975 đến năm 1981. Kết thúc chương trình lễ, mọi người dùng cơm trưa với những món ăn tự chọn rất khéo và rất ngon nha, và rất là nhiều món ăn luôn các bạn. Và sau đó thì chúng tôi chụp ảnh lưu niệm với thiền viện, với đoàn. Kết thúc một buổi sáng thật là ý nghĩa, thật là vui vẻ các bạn. Chén cà phê qua đây nha. Tâm chân, chân thanh lâm, sắc đi đào. Thầy con số năm 599, thầy Văn Hạnh. Chùa Thanh Lương, tỉnh Bình Phước, Quỹ Viễn Tôn, www.quyghép.com. Và bây giờ mời các bạn tham quan khu vực nấu ăn nha. Đây là bún mắm sẽ sẵn, nhìn hấp dẫn quá mấy chị ơi, khéo ngon.
bún mắm hả chị? Trời ơi, nhìn tô bún nè, nhìn tô bún hấp dẫn quá à. Này à, chị, này mình nhóm nhóm Phật tử tại chùa này luôn hả? Chùa Phước An ở đâu vậy chị? Lộc Hòa. Lộc Hòa ở Lộc Hòa. Lộc Hòa huyện nào, tỉnh nào chị? Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. À, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long là nhóm Phật tử mình phụ trách là cúng dường là bún mắm hả chị? Trời ơi, quý quá trời luôn. Nhìn hấp dẫn quá, cái nồi súp mê. À, đang nấu. Dạ, đang nấu. Đây là nhóm Phật tử cúng dường nha các bạn. Ở huyện Long Hồ, chùa chị nói chùa gì? Chùa Phước An ở huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long nha các bạn. À, cúng dường món bún mắm nha, để phục vụ cho đại lễ ngày hôm nay. Rồi, cảm ơn quý Phật tử nha, cảm ơn mấy chị nha. Bánh xèo nha các bạn. Đó, bữa nay phục vụ cho đại lễ là quý Phật tử mình đổ bánh xèo. Nhìn đúng là bánh xèo miền Tây luôn đó các bạn. Vàng ươm luôn nha. Và cái bìa giòn tan luôn nè. Khéo hết sức hả chị? Khéo đổ mà cái bìa nó dảnh lên vậy là khéo, hết sức khéo luôn đó. Trời ơi coi kìa. Nhìn mấy chị đổ bánh xèo thấy thương quá hả? Rất giả nóng nắng nha. Ơi coi kìa. Khói mù mịt luôn. Để qua thăm mấy chị cái coi. Trời ơi. Đổ hơi 4 cái chảo luôn. Quá chừng khéo luôn coi kìa. Rồi coi kìa. Rồi mình xem đổ một cái coi nè. Khéo ghê luôn hả. Đây, cái này chín rồi. Đó, cái xèo nha. Một cái xèo nha. À, trời ơi, khói. À, bên đây thì đổ bánh khọt. Bên đây đổ bánh khọt nè. Trời ơi, thấy cưng quá. À. Trời ơi. Mấy chị giáp giả quá chừng luôn nè. Lấy ra được rồi đó con. Này mình ở nhóm Phật tử ở chùa nào vậy chị? Dạ, Cao Lãnh. Chùa Cao Lãnh hả chị? Chùa Cao Lãnh Đồng Tháp mình ha. Dạ. Chùa tên gì chị? Cái này nó nhiều nó dạ. Của câu phê có cũng như nhớ Phật tử ở Cao Lãnh mình nha. Dạ. Long Khánh của Mỹ Hiệp. Long Khánh của Mỹ Hiệp hả? Cô đẹp nào Mỹ Hiệp. Đã đeo Mỹ Hiệp. Đã ta nói nó nhiều chỗ. Nhiều chỗ gom lại ha. Ở cô này ở đâu? Dạ. Rồi vậy là nhóm mình là Phật tử ở ra ở Cao Lãnh Đồng Tháp đi ha. Cao Lãnh Đồng Tháp. Ôi kìa. Nhiều nhóm gom lại. Cái nồi gà, cái chảo gan này là đổ là nó chóc lóc luôn các bạn. Nói vậy mới có cãi chứ nói bình thường đâu cãi luôn cô. Dạ, đúng rồi, nói vậy mới vui luôn đó. Đây đó. Đây. Đây là một em trai đổ rất là khéo luôn nè. Em ở địa phương nào vậy em? Dạ, em ở xã Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Rồi. Cũng như chùa Long Khánh. Chùa Long Khánh ha. À. Đó, đây là cái phần bánh xèo này là nhóm Phật tử ở Cao Lãnh Đồng Tháp mình qua cúng dường trong đại lễ ngày hôm nay các bạn ơi. Coi kìa. Nam mà khéo hơn nữ luôn đó coi kìa. Ôi đổ lia lịa. Con kia mới giỏi. Rồi trời ơi xèo xèo luôn kìa. Đó. Đây gào nha. Ơi gào luôn nè. Bột nè. Nhưng nè. Đó. Rồi đổ nè. Gào nè. Gào của bà Nam. Rồi cái nào của ấy thì đem ra đi ra mặt kia cho anh bằng cái luôn. Đã chừng. Này là chắc nước chấm quá. Nước chấm hả chị? Nước chấm nha. Đặng, ủa còn dư nước chấm này để không có dư tại vì bánh xèo chứ không. À để cho về ha. Ai dưa chua, nước mắm nè, tương ớt nè. Ra sẵn luôn vậy đó các bạn. Này là hồi sáng là bún đó, bây giờ là để dùng bánh xèo, dùng cho bánh xèo luôn.
rồi quý Phật tử mình cúng dường đó, làm rất là vui vẻ luôn ha, rất là ý nghĩa luôn các bạn ơi. Đây kìa, mấy bên kia là quầy nước. Cái nồi cúng mắm nè các bạn, thơm phức cái mùi mắm luôn. Chừng hai cái bếp nè. Cái này nồi súp mắm luôn hả cưng? Nồi súp, đây nồi súp để nấu cúng mắm luôn nè. Tiếp hả? Còn bên đây là bánh mì, chị đem dặn là bánh mì. Bánh căn. Quá trời cúng dường trong quả nữa các bạn ơi. Ngồi kìa, mình ên rửa chén hả, thấy thương không? Rồi thấy cưng ghê không? Đây là Phật tử chùa Phước Hưng. Này chùa Phước Hưng hả con? Phật tử chùa Phước Hưng. Dạ. Chùa Phước Hưng sao đấy hả con? Ở Vĩnh Long ạ. Ở Vĩnh Long. Dạ, ở Vĩnh Long. Dạ, chùa. Chùa Long Viễn Vĩnh Long. Chùa Long Viễn. Rồi bây giờ sắp đến giờ dùng thức ăn nha, và quý thầy đang dở nha, thử chọn nha các bạn, chú ý thử chọn nè. Đầu tiên là cơm trộn nè, sư mở hàng rồi, bánh bánh cuốn nóng, bánh cuốn nóng nha. Ngon quá à. Bánh xèo vô vô xèo rồi nè. Quá chừng các bạn ơi, đây gỏi thập cẩm nè đó, bây giờ là tự chọn nha, thì em cứ tự chọn. Đây là súp. Rồi chị bắt rồi đó, em cứ quay vô tay chị. Đây là vịt quay Bắc Kinh nha. Vậy ha. Còn gì? Bà hủ bó. Không biết có gì, bó con biển. Bó miếng cơm đi. Cái gỏi cũng ngon quá nè, có súp lấy cái chén đựng súp luôn. Gỏi tập cẩm nè. Hai người đẹp nhìn coi. Người đẹp ơi đây, mỗi cơm nó rất thôi, đừng có quá nhiều quá, mình ăn được nhiều quá, cơm quá nhiều quá ăn no, cái mấy cái kia không có được. Thử tủ mình gấp luôn nè. Cái gấp này à em ơi, có gấp đó. Lấy chén kìa, lấy chén kìa. Ra vô đứng đây vậy chị. Hay rồi nè. Quay là tắm hết cho con. Quá vui. Thank you.
Sau đó chúng tôi tập trung về sân lễ để chụp ảnh lưu niệm. Cảm ơn ban tổ chức Thiền viện Sơn Thắng đã tổ chức một buổi lễ thật hoành tráng, thật trang trọng và chu đáo, để chúng tôi có một ngày trải nghiệm thật ý nghĩa, thật vui vẻ và thú vị các bạn. Để có được một buổi lễ như thế này, biết bao nhiêu công sức của nhiều người mới làm nên được một cái buổi lễ quá hoành tráng như thế này các bạn. Thật là tuyệt vời các bạn. Từ nghi lễ cho đến ẩm thực, mọi thứ đều hoàn hảo các bạn. Rất là nhiều món ăn ngon, rất là khéo luôn nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn lần sau nhé. Hôm nay chúng tôi có được những bức ảnh thật là tuyệt vời.